Chị có chia sẻ rằng chị rất là tự hào và cảm ơn rất nhiều về ekip đã luôn luôn đồng hành cùng với mình trong dự án này, trong MV mới này. Và chị cũng nói là đã đến lúc mà Bích Phương không còn nên an toàn như trước nữa, cho mình những cái cột mốc mới. Nhưng có một cái câu hỏi đặt ra là chị gắn với hình ảnh và cái việc cái công việc của chị gắn với Tiên Cookie quá nhiều rồi. Chị có nghĩ đến việc là chính vì cái việc gắn với nhau nhiều quá sẽ dẫn đến việc hình ảnh, màu sắc âm nhạc của mình sau thời gian sẽ bị nhạt nhòa hay không? Thực ra thời điểm hiện tại chị thấy trông nó cũng loài loài ra phết đấy chứ, có thể nó nhạt nhòa lắm đâu. Nhưng mà chị có sợ sau thời gian này không? Chị có nghĩ đến việc là mình phải đột phá bằng cách là mình tìm đến những nhạc sĩ khác, những sự kết hợp khác chẳng hạn? Thật ra thì là cái ca khúc này nó là một sản phẩm mà ba nhạc sĩ kết hợp làm việc cùng để cho ra đời được. Chứ cũng không phải một mình Tiên viết. Tiên nó bây giờ nó có chịu viết bài cho chị đâu. Không nha. Vặt mặt ngay trên đây không luôn. Không biết là có biết đã thò chung vào một tí thì thò thôi chứ. Chứ là không chịu cho nguyên bài luôn. Tức là chị nghĩ rằng là cũng đến thời điểm mà Tiên cảm thấy là với những sáng tác của Tiên viết ra khi mà chị hát nó cũng đã quá quen thuộc rồi. Cái bản thân cả hai phía đều cảm thấy là nó đã hơi nhàm chán một chút thì mình cũng phải tìm ra lối thoát cho sản phẩm riêng của mình. Thế nhưng mà Tiên vẫn là người chịu trách nhiệm sản xuất chính cho âm nhạc của chị. Vì chị nghĩ rằng là chị tin tưởng Tiên. Chị tin vào tài năng của Tiên. Và Tiên là một người có thái độ làm việc rất là quyết liệt. Chị thích những người quyết liệt ở trong công việc. Tiên là một người rất là bản sắc và quyết liệt, và chị nghĩ rằng là không có lý do gì mà mình không gắn bó công việc với một người giỏi như thế cả. Chứ còn bảo là Tiên viết bài cho chị thì nó cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng mà nhờ thò thêm một tí vào thì được. Được.